xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất cập nhật về cuộc chiến nga-Ukraine, ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng nga Sergei Shoigu đã đến thăm trung tâm chỉ huy của Hải quân và đưa ra mệnh lệnh mới đối với hạm đội Biển Đen sau khi lực lượng này thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công từ Ukraine và bị tổn thất lớn. Đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Sergei Shogu đã tới thị sát quân khu miền Nam và thăm trung tâm chỉ huy hạm đội Biển Đen. Trong chuyến thăm và thị sát, tướng Shogu đã nghe báo cáo của các sĩ si quan chỉ huy và tham mưu hạm đội Biển Đen về tình hình hiện tại, bản chất của các hành động của đối phương và việc thực hiện nhiệm vụ tác chiến của các đơn vị thuộc hạm đội Biển Đen trong khu vực đảm trách. Bộ trưởng Shogu đã ra lệnh phải thường xuyên diễn tập cả ban ngày lẫn ban đêm để đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương bằng phương tiện không người lái từ trên không và trên biển, cải thiện khả năng sống sót của tàu thuyền và bảo vệ cơ sở hạ tầng trong khu vực hạm đội biển đen đảm trách. Nhằm tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương, một trong những yêu cầu của người đứng đầu quân đội Nga là phải lắp đặt thêm các hệ thống hỏa lực, bao gồm súng máy cỡ nòng lớn. Hãng tin Reuters cho biết thêm, đoạn video do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố cho thấy ông Chogu tham dự các cuộc họp với các quan chức hải quân Nga, trong đó có đô đốc Alexander Moseyev, tư lệnh hải quân Nga, đồng thời là cựu tư lệnh hạm đội Biển Đen. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Chogu diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine bằng phương tiện không người lái ngày càng làm suy yếu sức mạnh của hạm đội Biển Đen. Gần nhất là vào ngày 5 tháng 3, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X đoàn phim ghi lại cảnh tình báo nước này sử dụng phương tiện không người lái dưới nước, tấn công đánh chìm tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội Biển Đen. Theo hãng tin AP, vụ tấn công này nằm trong một loạt cuộc tấn công nhằm làm tê liệt năng lực của Hải quân Nga và hạn chế hoạt động của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Các cuộc tấn công thành công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine đã mang lại động lực lớn về mặt tinh thần cho Kiev, vào thời điểm các lực lượng của nước này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km tạo ra thách thức đối với ưu thế hải quân Nga, cũng giúp Ukraine có điều kiện thuận lợi hơn trong xuất khẩu ngũ cốc, cũng như hoạt động vận chuyển đường thủy khác xuất phát từ các cảng nằm bên bờ biển đen của nước này. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga không bình luận về thông tin tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội Biển Đen bị đánh chìm, nhưng một số blogger quân sự Nga xác nhận tổn thất của tàu tuần tra Sergei Kotov và cho biết thủy thủ đoàn đã được cứu cuộc tấn công nhằm vào tàu tuần tra sergei kotov nếu được xác nhận sẽ đánh dấu việc sử dụng thành công mới nhất phương tiện không người lái Makura do ukraine sản xuất trong nước chúng đã trở thành kẻ thù của hải quân nga mới tháng trước phương tiện không người lái đã đánh chìm tàu đổ bộ sezakunikov và tàu hộ tống trang bị tên lửa ivanovets của nga quân đội nga cũng không thừa nhận những tổn thất đó nhưng tương tự như vụ tấn công tàu tuần tra sergei kotov thông tin liên quan đã được các blogger quân sự nga và một số phương tiện truyền thông đưa tin trong một cuộc tấn công khác vào cuối tháng 12 năm 2023, Ukraine cho biết họ đã phá hủy tàu đổ bộ Novocherkass ở cảng Feodosia thuộc bán đảo Crimea bằng tên lửa hành trình tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết con tàu bị hư hại trong vụ tấn công, nhưng các blogger chiến tranh Nga cho biết nó đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công dài dẳng bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào các cơ sở radar, tài sản phòng không và căn cứ không quân của Nga ở Crimea. Khu vực của Ukraine mà Nga sắp nhập vào năm 2014, điều càng khiến Moscow mệt mỏi hơn là vào tháng 1 và tháng 2, quân đội Ukraine đã bắn hạ hai chiếc máy bay cảnh báo sớm An-50 của Nga trên biển Azov, tước đi những tài sản thu thập thông tin tình báo quý giá nhất của quân đội Nga. Các cuộc tấn công nêu trên diễn ra sau một số cuộc tấn công hiệu quả cao khác của Ukraine trước đó trong cuộc chiến, bao gồm vụ đánh chìm soái hạm Moscow của hạm đội Biển Đen vào tháng 4 năm 2022 và vụ tấn công bằng tên lửa vào trụ sở của hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol hồi tháng 9 năm 2023. Hãng tin AP cho rằng việc sử dụng thông minh các phương tiện không người lái chở đầy chất nổ đã cho phép Ukraine nâng quy mô chiến tranh hải quân theo hướng có lợi cho mình, bất chấp ưu thế vượt trội về hỏa lực của Nga. Các quan chức phương Tây đánh giá cao hiệu quả của các cuộc tấn công của Ukraine – lưu ý rằng Kiev đã sử dụng thông minh các nguồn lực hạn chế của mình để đánh bại các lực lượng Nga mạnh hơn nhiều và tiêu diệt khoảng 20% hạm đội Biển Đen, làm giảm năng lực kiểm soát Biển Đen của Hải quân Nga. Hãng tin AP nhận định các cuộc tấn công thành công và tài sản của Hải quân Nga đã cho phép Ukraine tăng cường xuất khẩu lương thực và các mặt hàng khác từ Biển Đen. Bất chấp việc Nga đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc vào mùa hè năm ngoái, vốn được thiết lập nhằm đảm bảo vận chuyển ngũ cốc an toàn cho Ukraine hàng loạt cuộc tấn công thành công của Ukraine nhằm vào tàu chiến Nga và các tài sản quân sự khác trong khu vực đã đặt hạm đội Biển Đen vào thế phòng thủ, hạn chế khả năng tấn công của Hải quân Nga. Nó đồng thời buộc Hải quân Nga phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến chung của nước này, bao gồm cả việc di dời một số tàu từ các cảng ở bán đảo Crimea xa hơn về phía đông tới Novorossiysk để có thể bảo vệ chúng tốt hơn. Thưa quý vị, hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi sắp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là có thể đẩy lùi hạm đội Biển Đen của Nga và phá hủy nhiều tàu khác, đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa tới Bosphorus. Tổng thư ký NATO Stoltenberg thừa nhận, một số tên lửa, một số hệ thống rất quan trọng trong việc mở hành lang này do các đồng minh NATO cung cấp. Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant hồi tháng 12 năm ngoái cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine hôm mùng 6 tháng 3 cũng nói rằng, một phần ba hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine, trong đó có Kiev, thường sử dụng máy bay và xuồng không người lái của Hải quân, cũng như tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp, đã đẩy Nga về phía đông Biển Đen, đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, Kirin Budanov, đầu tuần trước đã tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào Crimea đang mở đường cho một chiến dịch nghiêm túc nhằm vào bán đảo do Nga kiểm soát. Vào tháng 2 vừa qua, tờ Kiev Post dẫn nguồn từ blogger quân sự nổi tiếng người Nga là Raba và Romanovlai cho biết thêm. Trước tư lệnh hạm đội Biển Đen của Đô đốc Viktor Sokolov đã được thay thế tham mưu trưởng hạm đội Biển Đen, Phó Đô đốc Sergei Pinchuk theo thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sokolov được bổ nhiệm làm tư lệnh hạm đội Biển Đen từ tháng 9 năm 2022 sau vụ xoáy hạm Moscow bị đánh chìm vào tháng 4 năm 2022 bởi tên lửa của Ukraine. Vụ việc đã khiến người tiền nhiệm của ông Sokolov là đô đốc Igor Osipov bị cách chức. Tờ Kiev Post cho biết thêm, Đô đốc Victor Sokolov chính là người từng được cho là đã chết trong vụ tên lửa Storm Shadow tấn công trụ sở chính của hạm đội Biển Đen vào ngày 22 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, cái chết của ông đã bị phủ nhận gián tiếp thông qua việc xuất hiện trong cuộc họp trực tuyến với ban lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, diễn ra vào hôm 26 tháng 9 năm 2023, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu. Tiếp đó, vào hôm 27 tháng 9 năm 2023, theo hãng thông tấn TASS của Nga, Đô đốc Sokolov đã xuất hiện trên đài truyền hình Sveda TV, tuyên bố đội biển đen đang hoạt động hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh đơn vị mà ông chỉ huy tự tin hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đến đây thời lượng của video cũng đã hết, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh chủ đề trên trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!